Thưa quý vị, kế tiếp là bài Cứ nói điều mình cho là đúng của tác giả Nguyễn Thông. Trong xã hội dân chủ, mỗi người đều có quyền biểu đạt suy nghĩ của mình. Không nên ép buộc nhau, bởi suy nghĩ của mỗi người mỗi khác. Thấy người khác trái ngược ý mình thì cũng đừng lấy đó làm phiền mà nên tôn trọng cách hiểu của họ. Chính vì vậy, tôi chả mấy khi chê bai các dư luận viên hoặc những người như Trần Nhật Quang mà thiên hạ hay gọi là Quang Lùn. Khi họ có quan điểm riêng của họ Tất nhiên về tư cách và thái độ Chửi bới lăng mãi Mà họ thể hiện thì không phục Rất nhiều điều cứ nói ra Là nhận sự phản ứng trái chiều ngay Kệ Mình cho là đúng như mình nghĩ Thì cứ viết ra thôi Nhiều năm qua Bộ Giáo dục Đào tạo Đã rất vô trách nhiệm Khi bật đèn xanh Buông lỏng để mặt các địa phương Các trường bắt học sinh phải tự trường Đi học sớm ngay trong hè ngang nhiên cướp đoạt những ngày nghỉ hè quý báu của học trò. Học chán chê rồi mới khai giảng, khai trường. Túng lại là rất vớ vẩn. Nhưng ai nói ra phê phán chuyện ấy thì lập tức có ông bà lãnh đạo bộ hoặc là các chuyên gia đăng đàn rằng không sao cả, học trước là hợp lý, chuẩn bị kiến thức chắc chắn cho trò trước khi vào năm học mới, đáp ứng nhu cầu của nhà trường và gia đình, vân vân Họ cứ thì làm mà, rất là biện chứng khoa học trích dẫn cả makarenko cả cụ hồ đến nỗi không ít người cho là phải như vậy chỉ có học trò là chịu thiệt thôi nhưng rồi cái sai cái dở không thể lăng loàn được mãi giờ thì chính bộ giáo dục phải tuyên bố kể từ nay trở đi cấm tiệc các trường tổ chức dạy và học trước ngày khai trường là là sao chưa thấy những ông bà từng đăng đàn lên tiếng khen ngợi chủ trương mới mà cũ này nhỉ tuần trước bộ giao thông vận tải phải chính thức công bố không bắt buộc người chạy xe phải bật đèn giữa ban ngày kể cả là nắng gắt nữa dạo cái bộ đưa ra quy định ấy lão hàng xóm nhà tôi cười đất ai lại điên như thế bao giờ an nam chứ có phải là nước anh xứ sở sương mù đâu mà điên điên khùng khùng như thằng cha thể Tuy vậy, vẫn có nhiều chuyên gia tỏ ra hiểu biết, mắng tôi không biết thì im cái mồm đi, cả thế giới người ta áp dụng như vậy chứ đâu phải chỉ riêng nước mình. Thế giới đã có công ước bật đèn ban ngày này nọ kia kia. Họ đi đó đi đây nhiều, đọc sâu hiểu rộng, họ mắng thế thì tôi cũng đành chịu. Nay thì cái dự định mà bật đèn trưa nắng đã phải dẹp đi. Cũng may cho các quan trên chứ ban ngày đã nóng nảy chói chang bỏ mẹ chọc thẳng đèn pha vào mắt nhau lại chả dẫn đến đánh nhau ngoài đường suốt ngày lúc ấy có mà ông rời ông can vụ mua bảo hiểm dân sự xe máy cũng vậy nhiều đấng bậc nói đó là quy định có tính toàn cầu mua bảo hiểm để bảo đảm quyền lợi cho người bị tai nạn để giảm tai nạn giao thông vân vân rồi lại còn bên cả công an đi làm thuê cho bên bảo hiểm tôi chỉ thắc mắc cái thẻ bảo hiểm xe máy chả có liên quan gì tới tai nạn giao thông. Đã dân sự tự nguyện mà lại lôi cả phú lít ra để mà chặn đường phạt phiết. Thế là nhiều vị ao vào, mắng tôi không tiếc lời, rằng quen với cái kiểu sống mang rợ, không biết sự văn minh. Vừa rồi nghe nói chính phủ và quốc hội sẽ bàn xem lại cái quy định trái khoái này. Theo tôi, bàn gì nữa, cứ dẹp phắt, thế mới là văn minh đấy có một dạo dư luận thắc mắc vụ cảnh sát giao thông phạt những người chạy xe quẹo phải không bật xi nhan họ rất là máy móc cứ rẽ phải mà không bật là phạt bất có cần biết lối quẹo ấy nó như thế nào ai cũng rõ đèn xi nhan là để cho cái người chạy phía sau biết hướng đi của người chạy phía trước để mà tránh nếu tất cả người trước và người sau cùng lưu thông một luồng thì cần quái gì xi nhan chẳng hạn ở Sài Gòn, theo đường Phùng Khắc Khoan ra Điện Biên Phủ quận 1, bắt buộc đều phải rẽ phải bởi cuối đường là công viên Lê Văn Tám chắn ngang mất rồi. Thì phía trái thì là đường ngược chiều do Điện Biên Phủ nó là đường một chiều hoặc các tảng đường như các đường như Tảng Đà này, Trần Tuấn Khải chạy ra Võ Văn Kiệt quận 5 cũng vậy, cũng có một chiều duy nhất là quẹo phải, ai cũng chạy lối đó, Vậy thì xi nhan cho người phía sau để làm gì? Nhưng những chỗ ấy cảnh sát giao thông rất là thích đón lỏng để phạt kiếm bộn tiền. Có những vị tỏ ra thông thạo, bảo cả thế giới quy định rẽ phải là phải bật đèn, cãi cái gì nữa. Theo tôi, chỗ nào rẽ phải như mấy cái ví dụ kể trên thì việc phạt là rất vớ vẩn. Chỉ béo cho mấy ông phú lít giao thông thôi, quy định máy móc thì nên dẹp Luật là để phục vụ con người chứ không phải là để hành hạ con người. Ngay cả cái chủ nghĩa Mark Lenin nó còn phải áp dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam nữa là sao cứ phải bê nguyên si như vậy. Mà bê về nếu thấy không hợp thì cũng nên vứt vào sọt rác chứ sao cứ phải ôm rơm cho rậm bụng tới cùng. Còn nhiều thứ khác nữa, hộ khẩu này, bịt miệng báo chí này, kinh tế thị trường có cái đuôi chủ nghĩa xã hội này, luôn có ý kiến trái chiều. Thấy trái thì cứ nói, chỉ mong sao cuộc sống hợp lẽ hợp lý sẽ cuốn phăng đi những cái thứ mà cố chặn dòng đi lên của nó tôi ký tên thông cào